Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 56 trong quyển Toán lớp 4 bộ sách Cánh Diều. Bài tập số 1 yêu cầu các em nêu phân số chỉ số phần đã tô màu trong các hình sau. Ở hình thứ nhất, các em đếm có tất cả ở đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần. Đã tô màu là 5 phần. Như vậy các em lấy số phần đã tô màu là 5. Các em chia cho tổng số phần là 6. Vậy chúng ta biểu diễn được phân số là phân số 5 phần 6. Chuyển sang hình thứ 2. Hình thứ 2, số phần đã tô màu ở đây là 1 phần. Các em viết trên tự là số phần đã tô màu. Phía dưới là tổng số phần. Có 3 phần. Như vậy, dưới mẫu các em viết cho cô số 3. Vậy hình 2 biểu diễn phân số 1 phần 3. Hoàn toàn tương tự sang hình thứ 3. Các em thấy có 4 hình đã tô màu. Như vậy trên tự là số phần đã tô màu là 4. Các em sẽ viết 4 ở trên tự. Còn ở dưới mẫu là tổng số phần ở đây. Tổng số phần ở đây là 8 phần. Như vậy chúng ta có trên tự là 4 phần, dưới mẫu là 8 phần. Vậy phân số của chúng ta là phân số 4 phần 8. Sang hình thứ tư. Hình thứ tư ở đây các em đếm có mấy ngôi sao? Tất cả ở đây là có 3, 2, là 5, 7 ngôi sao. Như vậy, ở dưới mẫu các em sẽ viết cho cô 7 ngôi sao. Đấy. Mẫu thì biểu diễn tất cả các cái phần trong cái hình đấy. Còn tử là số phần đã tô màu. Vậy có 1, 2, 3, 4, 5 ngôi sao đã tô màu. Như vậy ở trên tử các em sẽ viết cho cô là số 5. Vậy hình thứ tư này biểu diễn phân số 5 phần 7. Tương tự ở hình số 5 chúng ta có tất cả là 10 vòng tròn. Trong đó đã tô màu 6 vòng tròn. Như vậy phân số biểu diễn ở đây đó là phân số 6 phần 10. Sang hình này, các em đếm có 3 này, 6 này, 9 này, 11. Như vậy có tất cả là 11 quả măng cụt. Trong đó có 7 quả măng cụt đã được tô màu, đúng không? Như vậy, phân số biểu diễn ở đây sẽ là phân số 7 phần 11. Xong được bài tập số 1A, những ai chưa xong, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 1B như sau. Cô có bài tập số 1B. Ở đây, các em quan sát, chúng ta có tất cả ở đây là đều là chia thành mấy phần đấy? Cả hai hình này thì đều chia làm 4 phần. Như vậy, số phần đã được chia ở đây là 4 phần. Đấy, cả hai hình đều chia 4 phần và đã tô màu vào 1 2 3 4 5. Như vậy, tô màu vào 5 phần. Vậy chúng ta có là cái hình biểu diễn hình này thì biểu diễn phân số là 5 phần 4. Hoặc các em có thể tách ra như sau. Vòng tròn đầu tiên này nó biểu diễn 4 phần 4, tức là 4 phần 4. Cộng với bên này biểu diễn thêm 1 phần 4 nữa. Như vậy là biểu diễn tất cả là 5 phần 4. Nhá. Đấy, như vậy cái hình này biểu diễn phân số là phân số 5 phần 4. Sang hình này, cả ba cái hình này trong hình số 2 này thì đều gồm 3 hình tam giác lớn. Mỗi hình tam giác lớn này đều chia thành 3 phần. Như vậy, số phần được chia ra đều là 3 phần. Và đã tô màu vào mấy phần đây? 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8 này. Như vậy, phân số biểu diễn ở đây là phân số 8 phần 3. Hoặc, các em thấy hình đầu tiên đã biểu diễn là 3 phần 3. Cộng thêm với 3 phần 3 nữa thì bằng 6 phần 3. 6 phần 3 cộng thêm 2 phần 3 nữa bằng 8 phần 3. Hoặc cách tốt nhất là các em sẽ nhìn vào hình, các em xem thử là cả cái hình đấy chia thành mấy phần bằng nhau. Đấy, đây này, hình này này, gồm 2 phần, gồm 2 phần nhưng đều chia thành 4 phần bằng nhau, nên chúng ta sẽ viết 4 ở dưới mẫu. Và đã tô màu vào 5 phần, như vậy 5 ở trên tử. Cả ba cái phần này thì đều chia thành 3 phần bằng nhau. Mỗi hình tam giác được chia thành 3 phần bằng nhau. Như vậy các em viết 3 ở dưới mẫu.
và đã tô màu vào tất cả, đây là 8 phần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là chúng ta được phân số 8 phần 3. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, hãy dừng lại, tiếp tục làm xong. Cô có bài tập số 2. Viết thương của mỗi phép chia dưới dạng phân số. Khi viết dưới dạng phân số thì chúng ta có số bị chia, các em sẽ viết trên tử, số chia các em viết trên mẫu. Như vậy 5 chia 8 thì các em có thể viết là 5 phần 8. Đấy. 11 chia 5, cái số bị chia các em viết trên tử, số chia các em viết dưới mẫu. Vậy các em có thể viết phân số là 11 phần 5. Hoàn toàn tương tự, chúng ta có 4 chia cho 8. Biểu diễn dưới dạng phân số, chúng ta có phân số 4 phần 8. 1 chia 2, các em viết dưới dạng phân số, chúng ta được phân số 1 phần 2. Khi biểu diễn dưới dạng phân số, nhớ là số bị chia, cái số đứng trước thì các em sẽ viết trên tử số, số chia tức là số đứng sau đấy, cái số đứng sau dấu chia này ấy, thì các em viết dưới mẫu. Câu chuyển tiếp sang ý B như sau. Ý B thì các em cũng làm hoàn toàn tương tự. Ta có 7 chia cho 6 thì các em viết dưới dạng phân số là bằng 7 phần 6. Đấy. 3 chia 2 thì các em sẽ viết phân số là gì? Cái này này, cho lên tử này, cái này cho xuống mẫu này. Như vậy chúng ta được phân số là 3 phần 2. Được không? 9 chia cho 9 thì bằng phân số là 9 phần 9. Được chưa? 16 chia cho 1 thì chúng ta viết dưới dạng phân số là 16 phần 1. Rất là dễ, đúng không? Tiếp tục, cô và các em chuyển sang bài tập số 3 như sau. Viết mỗi phân số sau dưới dạng thương của hai số tự nhiên. Đây, tử số thì các em đưa về số bị chia. Dưới mẫu, cái mẫu số thì chính là số chia. Như vậy 1 phần 2 thì các em có thể viết là 1 chia cho 2. Đấy, tử số thì là số bị chia, mẫu là số chia. 3 phần 4 thì các em sẽ viết là 3 chia cho 4. Đúng không? Rồi, hoàn toàn tương tự, ta có phân số 3 phần 10 thì các em có thể viết là 3 chia cho 3 chia cho 10. 11 phần 6 thì các em có thể viết dưới dạng phép chia là 11 chia cho 6. Đấy. Luôn nhớ tử số chính là số bị chia, mẫu số là số chia. Chuyển tiếp sang bài tập số 3B. Trong mỗi nhóm các phân số dưới đây, phân số nào bằng 1? Các em nhớ cho cô, phân số bằng 1 là phân số có tử số và mẫu số bằng nhau. Là hai số bằng nhau và hai số đấy khác không? Nhá. Tử số và mẫu số bằng nhau thì phân số bằng 1. Như vậy ở nhóm đầu tiên chúng ta có 3 phân số, 1 phần 3, 2 phần 3, 3 phần 3. Vậy phân số có tử số và mẫu số bằng nhau chính là phân số này. Đây. Đây chính là phân số bằng 1 cô có khoanh vào. Nhớ nhá, phân số bằng 1 là phân số có tử và mẫu bằng nhau. Sang cái nhóm này. Các em quan sát xem thử phân số nào có tử số và mẫu số bằng nhau thì phân số đó bằng 1. Chính là phân số 5 phần 5 này. Được không? Sang nhóm thứ ba này. Tử số và mẫu số bằng nhau chính là phân số 8 phần 8. Như vậy, đây là phân số bằng 1. Vậy các số phân số bằng 1 cô có khoanh vào đây rồi. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 4. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Các em ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một đăng ký kênh và một like video nhé. Bài tập số 4 như sau. Đọc các số đo sau. Chúng ta có các số đo đại lượng. Đầu tiên, các em sẽ đọc phần số trước, sau đó đến đơn vị sau. Cái đơn vị đo sau. Chúng ta có 1 phần 2 mét. Vậy, số này các em sẽ đọc là 1 phần 2 mét. Đây, 1 phần 2 mét. Được không? Tiếp theo, chúng ta có 3 phần 10 decimet.
Như vậy chúng ta sẽ có cách đọc là 3 phần 10 dm. Tiếp theo con cánh cụt này, kem sẽ đọc phân số đó là 3 phần 4 kg. Đây, 3 phần 4 kg. Tên cánh cụt này có ghi số 3 phần 2 lít. Kem sẽ đọc có cách đọc tương ứng là 3 phần 2 lít. Cuối cùng, trên chú cánh cụt cuối cùng này có ghi số 6 phần 5 km. Như vậy chúng ta có cách đọc 6 phần 5 km. Cô chuyển sang bài tập cuối cùng. Những bạn nào chưa đọc xong thì các em có thể dừng lại một chút để các em tiếp tục đọc xong nhé. Cô có bài tập số 5. Nêu phân số chỉ số phần đã xếp đầy sách trong mỗi hàng của giá sách dưới đây. Ở giá sách đầu tiên, người ta chia giá sách này thành hai phần và đã xếp vào đủ một phần. Như vậy, cái phân số biểu diễn số sách đã xếp ở đây chính là phân số 1 phần 2. Như vậy, chúng ta có đầu tiên chúng ta có phân số 1 phần 2. Sang giá sách thứ hai, ở đây người ta chia thành 1 phần này, 2 phần này, 3 phần này. Đã xếp đủ vào một phần. Như vậy, phân số biểu diễn ở đây là phân số 1 phần 3. Tiếp theo, sang giá sách này, người ta chia thành 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần. 4 phần và đã xếp đủ vào 3 phần. Như vậy, phân số biểu diễn ở đây chính là phân số 3 phần 4. 3 phần 4. Đấy, cái này thì biểu diễn phân số 3 phần 4. Tiếp theo, sang ở vị trí số 3. Vị trí số 3 thì chúng ta xem thử chia thành mấy phần đây? 1, 2, 3, 4, 5. Chia thành 5 phần, đã xếp đủ 1 phần. Như vậy, biểu diễn phân số là phân số 1 phần 5. Tiếp theo, sang ở vị trí số 2. Đây, tầng thứ 2 này. Các em xem thử đã chia thành mấy phần đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 phần. Chia thành 8 phần và đã xếp vào 1, 2, 3 phần. Như vậy, phân số biểu diễn ở đây sẽ là phân số 3 phần 8. Như vậy, ở cái chồng thứ hai này chúng ta có phân số biểu diễn là phân số 3 phần 8. Được không? Sang cái vị trí cuối cùng này, kem đếm thêm thử. Đã chia thành mấy phần mấy ô đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ô. Chia thành 9 ô, trong đó đã xếp vào 1, 2, 3, 4 ô. Như vậy, phân số biểu diễn ở đây sẽ là phân số 4 phần 9. 4 phần 9. Như vậy, cô nhắc lại. Trong cái giá sách này, ở tầng đầu tiên, người ta đã biểu diễn phân số là phân số 4 phần 9. Ở tầng thứ hai, biểu diễn phân số biểu diễn số sách đã xếp vào các cái xếp đầy mỗi hàng đấy, thì là biểu diễn phân số 3 phần 8. Đấy, chúng ta có phân số biểu diễn số sách đã xếp ở cái tầng thứ hai này là phân số 3 phần 8. Ở tầng thứ ba này, phân số và biểu diễn số sách đã xếp chính là phân số 1 phần 5. Ở tầng thứ tư, phân số biểu diễn số sách đã xếp là phân số 3 phần 4. Và ở tầng thứ năm thì chúng ta có phân số biểu diễn số sách ở đây là phân số 1 phần 3. Tầng thứ 6 thì phân số biểu diễn số sách chính là phân số 1 phần 2. Như vậy, trên đây, cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập của bài 56 trong quyển sách Toán 4, bộ sách Cánh Diều. Kênh ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một đăng ký kênh và một like video nhé. Cô cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian để theo dõi video trên kênh Biết Hạnh. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các video học tiếp theo.